quay video trên máy tính và kỹ năng livestream đa kênh trên máy tính. Bởi vì khi chúng ta học cách quay video bằng điện thoại này thì là gì ạ? Nó chỉ học đi ra ngoài thôi, còn ở nhà nhiều lúc mình muốn làm video hay mà quay xong là xong luôn, không cần biên tập nhiều nó vẫn hay sẵn đó, thì mình sẽ rất là ngon. Và muốn được kiếm được nhiều tiền nữa thì phải làm ở trên Facebook và YouTube thì mới kiếm được nhiều tiền. Trên TikTok cũng được thôi nhưng không nhiều tiền lắm, có nghĩa khách hàng ở trên đấy không phải dân có tiền nhiều, không phải là cái nơi có giá trị nhiều. Thì chúng ta học thêm cái kỹ năng quay video trên máy tính rất là chuyên nghiệp, chúng ta sẽ bán được nhiều hàng nhé. Ok, thì để chúng ta quay được video trên máy tính chúng ta demo một lần, cần những cái phần mềm gì, cần những cái gì để chúng ta chuẩn bị trước, đúng không? Rồi, ok, rồi sẽ bắt đầu ghi những phần mềm cần chuẩn bị trước cho anh chị. Thì khi chúng ta học hay chúng ta cũng muốn chia sẻ cho ai đó một cái gì đấy thì chúng ta nhớ cái tư duy như sau. Đây là một cái phần mềm mà gọi là sơ đồ tư duy. Hôm nay chúng ta là K6 đúng không? K6 offline đúng không? Đây là ngày thứ 5 đúng không anh chị? Còn ngày nay và 2 ngày nữa. Rồi. Thì hôm nay chúng ta học kỹ năng 1, đó là quay video bằng máy tính. Thì chúng ta làm cái gì cũng bắt đầu có why, nhớ nhé, 1.1 là why. Sau này mình muốn bỏ bất kỳ ai làm một việc gì đó, hãy chọn lý do tại sao. Tại sao nên mua hàng từ mình, tại sao nên tìm Hoàng Thân để kinh doanh protein, tại sao nên tìm Dung để làm spa. Là cái tại sao này là quan trọng nhất. Khi người ta hiểu lý do tại sao rồi ấy, thì cái việc phía sau rất dễ dàng. Làm cái gì cũng tại sao, tại sao chị mua, tại sao kinh doanh chuối gì xanh, tại sao rồi, tại sao nên đầu tư bất động sản ở Hồ Chí Minh, ví dụ vậy. 1.2 là cái gì, 1.3 là how to, có nghĩa là mình phải có cả ba cái này. How to cho người ta thấy, ví dụ hướng dẫn anh chị em cách làm video, nó là tại sao phải làm video là cái gì và how to làm nó như thế nào. Rồi thì đầu tiên là tại sao như này, tại vì thứ nhất là khi mình quay video bằng cái máy tính ấy thì nó nhanh hơn, nó đẹp hơn, nó dễ dàng biên tập hơn, nó biên tập nhanh hơn, biên tập dễ hơn. Bởi vì khi mình quay bằng gì ạ, mình quay bằng điện thoại mà mình đưa lên máy tính ấy là cái khoảng thời gian nó lâu mẹ rồi, đúng không? Từ cái điện thoại mình đưa lên máy tính thôi là lâu lắm rồi. Cái thứ hai, mình muốn để những thứ gì ở trên điện thoại không để được, còn máy tính để rất nhiều thứ thì rất là hay cho việc này. Rồi đấy, đại ý như vậy nhá. Quá có nghĩa là gì ạ? Dùng các công cụ quay video đấy. Nó có nhiều cái công cụ khác nhau. Rồi tiếp theo là how to nó cần chuẩn bị. Một, cần chuẩn bị những phần mềm gì. Một là phần mềm OBS. Này là một phần mềm miễn phí và gì, nó có chức năng đó là gì ạ, nó làm cái gì ạ, cái hậu trường. Tiếp tục cần chuẩn bị thêm một phần mềm nữa có tên là NDI camera, nhưng mà cái này nó có ở trên điện thoại iPhone thì Duẩn biết dùng, còn trên Samsung thì chưa biết, thì em có thể tìm hiểu thêm. Còn Duẩn chỉ biết dùng iPhone thôi, tìm hiểu có iPhone nhưng mà còn thằng khác Duẩn chưa rành thì tìm. Rồi, cái này trên dùng được iPhone, không có này không sao cả, nếu không có cái NDI này thì vẫn làm được cách của Duẩn ở phía trên, nhưng mà nó thiếu một tính năng là kết nối với điện thoại thôi. Mình cần kết nối nó với điện thoại thì nếu không có cái này thì trong video của mình không kết nối điện thoại được, vẫn hay bình thường thì anh chị nhá. Rồi đấy, vậy thôi, chúng ta cần hai phần mềm. Rồi thì phần mềm đầu tiên này, OBS này, đây OBS, chúng ta gõ vào từ khóa là OBS thì trên cùng này, trên cùng ở đây nó hiện ra phần tải về đó anh chị. Đây này, tải về Windows là xong bước đầu tiên, là tải về cho Windows bước 1, được chưa anh chị? Ở đây Duẩn sẽ gửi link cho anh chị luôn nhóm nhá. Rồi phần số 1. Phần số 2, tải thêm cho Duẩn cái NDI về đây, NDI. Rồi kích vào phần NDI tool này, NDI tool. Đấy, sau mình kéo xuống dưới này, phần mềm số 2 nhá, đây là mình tải trên máy tính nhá. Phần mềm số 2 ở dưới này mình chọn cho Duẩn cái phần mềm có tên là chọn CEO này, chọn CEO nhá. Đây nó có phần là NDI Webcam,
mình chọn một cái có thứ có tên là NDI, có cầm tải này về nhá. Đây, có thể tải luôn này luôn nhá. Đây, vào đây tải luôn đầu tiện nhất, được chưa? Tải luôn này, đỡ phải đi tìm link khác. Rồi, chọn cái này. Đấy, rồi. Còn gì ạ? Đối với là máy tính nhỉ, máy tính nhỉ. Rồi, cái này thì chúng ta tải cũng là tải app. Thì cái phần mềm này chúng ta mất hình như là 299.000 hay sao ấy, vĩnh viễn hay sao ấy. Rồi nên mua một lần duy nhất mà mãi chưa mua lần nào cả à, có thể là một năm, có thể vĩnh viễn nhá, không hứa chính xác. Tại Duẩn thấy là gì ạ, Duẩn mua một lần duy nhất cách đây mấy năm rồi, bây giờ vẫn dùng được, chẳng mất đồng tiền nào à. Thì Duẩn không biết là bao nhiêu lâu nhá cả nhà. Rồi, rồi tiếp tục là xong cái phần này rồi, bắt đầu với nhau nhá. Rồi sẽ demo. Đây là phần mềm có tên là OBS của Duẩn. Đấy, nó có biểu hiện là có tên là OBS Studio. Thì mới đầu ra làm ấy, nó sẽ có gì ạ? Nó sẽ có là tiếng gì ạ? Tiếng Việt, tiếng Anh á. Thì cả nhà giúp Duẩn vào thiết đặt. Bước 1 là vào setting. Nó bằng tiếng Anh mà, chọn setting. Xong mình chọn ngôn ngữ là gì ạ? Tiếng Anh. Xong tiếng Việt nhá. Đấy, ok, nó bật áp dụng ok là xong. Đây là bước đầu tiên để mình chuyển nó sang ngôn ngữ tiếng Việt cho nó dễ dùng, đúng không? Anh em mình không phải dân chuyên Anh, tiếng Anh nên là gì ạ? Dùng nó khó. Ok đấy. Rồi. Ở đây của Duẩn nhìn này. Đây là cái những cái thứ mà Duẩn chuẩn bị rất nhiều thứ. Đây là cái livestream biến hình. Thì chị chị, cái này là cần rất nhiều công cụ máy móc và phải level 2 để học được cái này. Sau đây khoảng độ là 26 tháng 8 sẽ có một cái khóa học level 2 là quảng cáo, email marketing, học cái thứ thì Duẩn sẽ dạy cái livestream biến hình này sau. Là vì Duẩn mà Duẩn chưa giỏi cái này. Rồi tiếp tục này, Duẩn đã xóa đi. Duẩn đã xóa tất cả. Những cái thứ mà Duẩn đang là xin biến hình nhé. Rồi, ok, thì đây là cái giao diện chính. Ví dụ lúc mới đầu nhìn này, nó có những thiết bị như sau. Một là phân cảnh. Phân cảnh là những cảnh quay mình cần chuẩn bị từ trước rồi đấy. Được chưa anh chị? Cái nguồn là cái nguồn chứa phân cảnh này. Kiểu tư duy gốc nhá. Anh Long Toàn mở mic, mở camera lên. Không được tắt camera, nó lo học. Là gì ạ? Em có biết xem anh tập trung học được không? Tí nữa anh không tập trung học anh hỏi chả hiểu gì rồi chết chết em hả? Rồi, thì cái việc đầu tiên là gì ạ? Cái phân cảnh chính. Phân cảnh chính là cái nơi mà mình muốn nói cái gì đấy. Ví dụ đây là gì ạ? Một này. Ấn đổi tên nó này, ấn đổi tên nhá. Một. Thì Duẩn đang dùng cái này, đó là gì ạ? Webcam. Webcam Logitech. Đây là gì ạ? Cái thứ đầu tiên mà Duẩn muốn để tôi tên nó. Rồi, Duẩn xóa bên này đi nhá. Rồi, thì tương ứng với một cái phân cảnh thì là cái nguồn. Thì mình cứ kích vào cái phân cảnh này thì hiện màu xanh đúng không anh chị? Hiện màu xanh thì mình sang bên nguồn này, nó có thiết bị quay video. Có nghĩa là cái thiết bị nào để có được cái phân cảnh này, đúng không? Webcam là thiết bị đúng không? Cái webcam của mình là thiết bị à, chọn đúng thiết bị quay video là được. Chọn thiết bị này. Alo à? Em đang dậy. Bắt đầu dậy. Lúc một tiếng nữa, à, nhắn gọi em nha. Rồi, thì ở đây mình ghi là gì ạ? Brio 4K. Đấy, có nghĩa là mình chọn tên thiết bị của mình rồi, cho nó dễ nhìn rồi, cho anh chị. Rồi, thì sau đó thiết bị hỏi thiết bị này. Ở phần này hiện thiết bị, thì mình chọn đây. Đấy, là Logitech Brio. Ấn OK. Đấy, thấy không ạ? Mặt Duẩn nó hiện ra như này rồi. Đấy, được chưa? Rồi, Duẩn nó cho nó ngang như này là sao? Rồi, tuy nhiên này, khi mình chọn phần thiết bị này thì mình kích chuột hai lần đây nhá, ấn chuột hai lần vào đây, nó hiện ra cái phần gì ạ? Mặc định, ấn tùy chỉnh à, để độ phân giải ở đây là 1920 nhân 1080 đấy, ấn OK đấy, chỉnh nó to hơn, nó to không? Phóng to thì mình cho nhỏ lại này, đấy, cho nó nhỏ lại. Có nghĩa là khi mình chọn cái thiết bị này rồi thì mình phải chọn tùy chỉnh nữa để cho nó về đúng khung hình. Mình lại to quá thì mình lại để như này.
cho nó to như này, được chưa? Và xong đưa vào giữa. Đây là gì ạ? Bước đầu tiên để mình chọn một cái camera trước mặt mình để mình nói, mình nói à xin chào mọi người nhá, gì gì đấy, được chưa anh chị? Đây chính là cái việc đầu tiên cần phải làm. Đấy là xong việc đầu tiên hạn rồi. Bước 1 là xong. Bước thứ hai này, bắt đầu mình chèn thêm một vài tính năng khác ở đây. Dấu cộng, mình chọn video. Ví dụ video số 1 đi. Hoặc là video tên là cái gì luôn. Rồi ví dụ giả dụ video của anh bên anh bán chuối chẳng hạn, đúng không? Là video đầu tiên là đi trồng chuối. À. Video trồng chuối. Mình sẽ nói là gì? À cái này là tôi đã phải video trồng chuối. Nó không có dấu à? Đấy. Mình nói với người ta là như vậy, được chưa? Là tôi phải đi chọn cây chuối này ở đâu, giống cây ra làm sao, xong trồng ở đâu, thì mình quay sẵn một cái video như vậy đi. Rồi, ấn dấu cộng. Ấn nhỉ? Nguồn media. Cái phía trên này thì là nguồn quay video. Là cái trên này gọi là thiết bị quay video. Nhưng cái dưới này là nguồn media, là cái nơi nào chứa cái video này. Ấn dấu cộng. Mình chọn nguồn media ở đây. Thì mình ghi là gì ạ? Trồng chuối. À, đúng không ạ? Đấy. Thì mình ấn open. Bắt đầu mình chọn đường dẫn. Đường dẫn là cái nơi chứa cái video ở đâu. Chọn đường dẫn. Rồi ví dụ chọn đại bất kỳ một cái nhá, cho nó có lệ, hình dung ạ, hiểu không ạ? À, ví dụ đây là một video trồng chuối. À, đúng không ạ? Đấy nha, lấy đại nha. Rồi. Mình hiểu được rồi. Rồi, đấy. Thì đây là một video mà mình gọi là video trồng chuối, hiểu chưa? Rồi, thì bây giờ cái video này nó có mặt cái trồng chuối rồi, nhưng bây giờ chưa có cái mặt mặt mình ở đây. Mình muốn nhỉ, nó vừa là trồng chuối vừa có mặt mình. Cái làm như sau. Mình kích vào cái phần gì ạ? Webcam Logitech này. Mình kích chuột phải ở bên này này. Kích vào phần nguồn này này. Ấn sao chép. Là mình sao chép cái mặt của mình. Xong mình bỏ sang video trồng chuối ở đây. Thì vẫn là trồng chuối ở đây. Xong mình cho con trỏ chuột sang cái bên ô trồng chuối này. Đấy. Cho con chuột cho đây nhá. Ấn Ctrl V. Đấy. Xong là cho nó nhỏ lại như này. Nó to rồi đúng không? Cho nó nhỏ lại. Thì đây là cái gì ạ? Mình đánh dấu đúng không? Là video này của tao đấy. Đấy, được chưa? Tức là video trồng chuối thấy không? Nó mất rồi đúng không? Ấn vào trồng chuối nhưng nó không thấy nó đâu hết đấy. Thì mình cứ về đây. Đấy, nó hiện lên. Vậy là gì ạ? Mình nói là đầu tiên video này. Xin chào mọi người nhé. Tôi là Trần Anh Định đây. Ngày hôm nay tôi chia sẻ mọi người quy trình bên tôi sản xuất ra bột chuối như nào. Đầu tiên, bước 1 là bên tôi sẽ đi chọn những cây chuối tốt, giống tốt, xong trồng ở những nơi thổ nhưỡng rất tốt, ở trên núi ở Nha Trang, Khánh Hòa, đúng không? Đấy, thế là xong đoạn đầu tiên. Thì sau khi kết thúc đoạn này là mình đã có luôn một cái video trồng chuối rồi, khỏi phải chèn nữa. Chứ nếu mà dùng điện thoại phải chèn không, cái này khỏi phải chèn, được không? Hay không? Rồi tiếp tục video thứ hai, mình chèn thêm vào đấy là cảnh chăm bón, đúng không? Chăm sóc thì bên tôi phải chăm sóc chuối như thế nào, không có dùng phân hóa học và phân hữu cơ các thứ thôi. À, mình tương tự như vậy. Ở nơi chăm sóc thì mình chọn dấu cộng tiếp là gì ạ? Nguồn media, đúng không? Ở bên ngoài nhỏ mic nhỏ một chút, bên ngoài nhỏ mic đủ nghe là được rồi, để chuẩn bị vang lại. Chọn nguồn media. Rồi video chăm chuối, ok. Ấn chọn đường dẫn, mình tìm tiếp video chăm chuối đây video đấy nhá. Ví dụ thôi nhá, chăm chuối. Ấn ok. Đây, đây là video chăm chuối, đúng không? Rồi, tương tự như vậy, mình cũng muốn là gì ạ? Trong video chăm chuối này có mặt mình, thì nãy giờ mình vẫn đang thực hiện thao tác là sao chép rồi đúng không? Bắt đầu làm nữa này. Ở trên này mình kiểu đây. Ấn sao chép là mình sao chép cái webcam của mình ấy. Kích sang phần chăm sóc chuối này. Kích sang phần quần này, dán Ctrl V ra đây. Thấy không? Hiện nay là trên cái phần chăm sóc này nó có hai nơi đúng không? Trong ô chăm sóc này này, chăm sóc chuối này, nó có hai phần. Một là webcam video, hai là chăm chuối. Thì hiện nay là cái webcam 4K này đang bị phủ lên trên này. Nó ở phía trước đúng không? Là lớp phủ. Nó đã trồng lên cái video kia đấy, cho nó nhỏ lại. Được chưa? Đấy, vậy là gì ạ? Mặt mình đã có mặt ở đây. Trong cái video này, được chưa? Đấy. Đúng không? Thì nếu ngược lại này, mình kéo cái này xuống dưới. Mất mặt mình luôn, mặt mình không còn nữa. Đúng không? Thì lớp nào biết là cái nào trước cái nào sau,
mình sắp xếp cái lớp từng lớp một, mình muốn tắt đi cũng được này, tắt cái cam đi không nhìn gì luôn, mở lên tắt mở tắt mở, đúng không? Đấy, đây chính là dạng chức năng nó tuyệt vời. Rồi tiếp tục này, sau khi mình xong rồi nói là chào mọi người, tôi là Định nhé, hôm nay chỉ mới cách chăm cách quy trình ra chuối như nào. Bước 1 là chọn chuối, chăm sóc chuối này, chọn chuối này. Bước thứ hai chăm sóc chuối này đấy, thì tự nhiên nó gì ạ, nó ra một video rất là hay. Rồi thì tương tự như vậy, cả nhà thêm tiếp nhé, thêm tiếp các điều của mình một cần muốn làm. Rồi tiếp theo này, nó một tính năng nữa là tính năng chèn hình ảnh, ví dụ đây là ảnh ảnh chuối đúng không, ảnh chuối không được, không biết dấu được rồi nhá, ảnh chuối đó. Đây, ví dụ đây là ảnh chuối đúng không anh chị, ảnh chuối thì mình dạ, tương tự phần phần này là phần nguồn, phần dấu cộng chọn hình ảnh rồi đấy, phần nguồn nhá. Rồi ví dụ đây là ảnh chuối đấy, dấu cộng rồi ấn ok. Bây giờ mình lên Google mình search chẳng hạn là gì ạ, ảnh thu hoạch chuối, ví dụ như mình tự chụp chứ, mình nên tự chụp để mọi người hiểu quá trình làm như nào. À, chọn ảnh ở đây đấy. Đấy, ví dụ đây là chuối của tôi đúng không, đây ảnh video này đang đẹp đúng không, chọn đại ảnh bất kỳ nhá. Rồi đây ảnh đây đúng không, mình tải nó về lên mạng search này, ấn lưu ảnh về này, lưu ảnh thành này. Đấy, mình để ra một cái file desktop chẳng hạn, K6 chẳng hạn, ấn ok lưu. Rồi sau rồi nhá, bây giờ mình sẽ làm gì tiếp, kích vào đây, kích vào phần ảnh này, chọn đường dẫn, đường dẫn là cái nơi chứa ảnh đấy, mình vào desktop, vào K6 của mình, đây là chuối được không ạ? Đấy thì lập tức của mình đã có nhỉ, ấn ok đấy, thì chuối nó đang bị nhỏ đúng không, mình kéo to ra cho nó full khung hình này đi, cho vào đây đấy, thì đây là cảnh nhập cảnh đúng không, cảnh bên tôi đang thu hoạch chuối, bán chuối đây, thì tôi thu mua chuối thế nào đấy đúng rồi. Thì tương tự như vậy, bây giờ cái chuối này cũng chưa bạn mình đúng không, lại kích vào phần webcam ở đây, lại vào Brio 4K này, lại sao chép cái không có được đây, nhìn này, lúc này nó không hiện được sao chép đúng không, thì mình phải ấn tiếp. Mọi người bảo thầy ơi của em không có sao chép đâu cả, không phải nhá, không có thì ấn lại lần nữa đây, ấn lại lần nữa sẽ có, thấy chưa, đấy ấn lại nó sao chép gì à, sao chép xong mình lại cho vào đây, dán trong bên này thì lập tức là có mặt mình ở trong phần gì ạ, phần chuối à, được không, ok cả nhà đấy, được chưa, tuyệt vời không đấy. Rồi một tính năng khác nữa này, đó là mình không muốn chèn ảnh, không muốn chèn video thì mình chèn màn hình luôn, mình gõ đây là màn hình, có nghĩa là mình được quyền chia sẻ màn hình luôn anh chị nhá, chuẩn là chia sẻ màn hình luôn, ấn ok, ấn dấu cộng này thì mình chọn ở đây cũng như là chế độ quay màn hình, nó có hai cái chế độ khi mình chọn màn hình, một là quay màn hình, hai là quay cửa sổ. Quay cửa sổ có nghĩa là quay một cái cửa sổ thôi, ví dụ bây giờ mình muốn khách hàng xem cả nhà mình, có nghĩa là toàn bộ màn hình mình trình diễn cái gì trên thao tác trên máy tính ấy, thì khán giả đều nhìn thấy hết. Còn nếu mà quay cửa sổ là khán giả nhìn thấy một thứ rồi. Rồi ví dụ chọn cửa sổ này, ấn ok này, đấy thì ở trên này nó có nhiều cái cửa sổ đúng không anh chị, chuẩn ví dụ chuẩn mở đúng rồi nha, các người nhà xem sự khác nhau giữa chọn cửa sổ và chọn màn hình là cái gì đây. Chuẩn ví dụ chuẩn chọn trang web này, đây là một cái cửa sổ, là một trang bóng đá của mình đúng không đấy. Rồi ngoài cái cửa sổ này chuẩn sẽ mở thêm một cái gì đó khác nữa chẳng hạn, chuẩn mở CapCut đúng không, như vậy nha, thì chuẩn đang để ở đây rồi ạ, cái cửa sổ CapCut. Rồi người xem này, làm lại nha, quay cửa sổ này, ấn dấu cộng này, chọn ở đây, thấy không, thấy không, hiện CapCut không, nó hiện là gì ạ, cái này không, zoom không, cái này không đấy, có nghĩa là mình muốn cho khán giả nhìn thấy cái điều gì, chuẩn không muốn khán giả nhìn CapCut, chuẩn mở cái khác lên, mở cái này lên đấy, dấu cộng ở đây, cửa sổ ở đây, thấy không, nó có trang bóng đá đấy không đấy, cửa sổ có nghĩa là nhìn thấy một thứ thôi, một thứ mình muốn cho khán giả nhìn thấy thôi, được chưa đấy. Còn nếu mà toàn màn hình là nhìn cho toàn bộ. Rồi xong rồi nhá, tiếp tục rồi sẽ không chọn cái này cho vất vả, rồi chọn luôn kìa toàn màn hình, nhưng mà nó có hai thứ, nếu mình chọn toàn màn hình có cái lợi và có cái hại, cái lợi đó là mình làm cái gì cũng không bị thiếu, còn có cái hại là chẳng may nhiều lúc mình đang làm video mà có người nhắn tin Zalo các kiểu, cái này là khó đúng không, khó là nhức đầu đúng không,
Những cái này mới đẳng cấp nhá. Rồi, chọn tiếp tục là quay màn hình cái chuẩn cho nó tiện nhá. Còn nếu mình có Zalo thì mình tắt mẹ Zalo cái thứ đi cho mình làm là sao, đúng không? Ấn OK. Thì mình OK là xong. Đấy. Thì lúc này là gì ạ? Đã quay được toàn màn hình. Rồi, tuần quên mất. Nãy giờ là mình đang để chế độ rộng nên nó đang bị không chuẩn. Mình quay ngang thế nhỉ? Tiếp đặt. Nãy giờ rồi quên mất rồi đang quay ở chế độ là gì ạ? Dọc cho thằng TikTok rồi chuyển sang dạng ngang. Chúng ta sẽ dùng cái này để quay dạng ngang nhé. Dọc cũng được, mình chọn ngang cho nó hay. Đấy, rồi chuyển lại nhé. Một, đấy, chưa chị. Thì chúng ta dùng máy tính nên quay dạng ngang. Đấy. OK chị, được chưa? Đấy, rồi, chuẩn quay lại. Đây là dạng tính năng là dạng webcam của mình đúng không? Nó to đúng không? Nó nhỏ lại này. Đấy, rồi làm lại rất chỉnh chu từ đầu đến đuôi luôn đây chị thấy. Rồi, chọn đây là dạng mình muốn quay dọc cũng được, quay ngang cũng được nhé. Đây là dạng ngang. Dùng máy tính là chọn dạng ngang cho nó đẹp. Rồi, đây là video ấy chị thấy chưa? Video này này, cho nó nhỏ lại. Mình cứ chỉnh thôi nhé. Cứ chỉnh đây là xong. Chỉnh cho nó cân đối là được. Cho nó làm sao nó khung hình này. Đấy, khung hình này là vừa là OK. Được chưa? Đấy, rồi video này mặt mình nó mất rồi, mặt mình không thấy đâu đúng không? Mặt mình sao lại không thấy đâu nữa rồi đúng không? Mình xóa đi, mặt không thấy thì xóa đi nhé. Mình không thấy thì mình xóa đi, mình mở lên thêm là xong. Mình vào đấy, ấn sao chép mặt mình lại, nháy vào, ấn sao chép mặt mình. Đấy. Xong mình lại quay sang video chuối này, trồng chuối này, mình dán ra đây lần nữa thì nó sẽ có đúng không? Nếu không thấy nó đâu thì xóa đi, làm lại là sao? Đấy, linh hoạt thế này nhá. Nghĩa là rồi hướng dẫn một cái thì phải linh hoạt áp dụng, nhưng mà nó thấy thiếu thì mình phải linh hoạt áp dụng. Không bảo ủi thầy dạy cái lễ kia tôi chết đấy đúng không? Đấy, thấy chưa? Đấy, okay. Kích vào video không hiện lên đúng không? Nó không hiện lên đúng không? Như ở đây đấy, lên lại nhá. Cái nút back này là lên lại. Rồi OK xong. Tiếp tục phần chăm sóc ở đây. Đấy, chăm sóc thì nó to rồi đúng không? Cho nó nhỏ lại đấy. Đấy, quá trình mình chuyển từ dạng dọc sang dạng ngang đấy thì nó bị như vậy. Thì mình làm lại là sao? Tương tự như vậy mình cũng dán mặt mình ra đấy. Đấy, đấy là bỏ mặt mình ở đây đúng không? Đấy, con lành cảnh đào không? Mình tắt thử mặt nào. À đây, à vậy ở đây à? Vậy video sau này xóa được rồi. Mình test ảnh đi thì mình biết cái nào là có là không có là đủ đúng không? Rồi tương tự như vậy ảnh này này, ảnh này cũng không có mặt mình đúng không? Bước một cái vật đỏ đỏ này, muốn cho nó nhỏ cái vật đỏ này mới được, cái đỏ đỏ này mới được. Đấy, cái ảnh này nó không có full được thì kệ nó nhá. Rồi tương tự như vậy cái ảnh chuối này mình quét cam mình bỏ đi cho nó hiện lại nó lành. Rồi mình lại dán vào đây để cái mặt mình nó hiện ra trong cái ảnh này nữa, để họ thấy mình là đang là người nào nói được không? Rồi tiếp tục màn hình mà muốn có mình cũng được luôn, dán mặt mình vào đây. Vậy là trong lúc mà quay màn hình ấy cũng mặt mình nói luôn đấy, được chưa? Rồi xong rồi nhá. Rồi cuối cùng một tính năng cuối cùng nữa là tính năng NDI, là chọn thêm một tính năng đây nữa là ndi NDI nhá. Rồi chuẩn sẽ kết nối cái điện thoại của mình trong lúc quay video luôn, chuẩn sẽ show được cái màn hình điện thoại trong quá trình làm video, được không? Rồi ở bên này dấu cộng này mình cũng chọn tiếp là gì ạ? Nguồn media đúng không? À thiết bị quay video. NDI này là thiết bị đúng không? Là một cái iPhone đúng không? Một cái iPhone thì là thiết bị, mình hiểu thế nào là thiết bị, thế nào là nguồn media đúng không? Ấn nút này, mình chọn đây là iPhone 15. Đấy, OK. Rồi thì ấn OK là xong. Rồi bước này mình đã xong rồi nhá. Rồi tiếp tục này, bây giờ mình muốn kết nối được với điện thoại thì bắt đầu mình mở này ra. Nãy là mình đã tải cái phần mềm có tên là NDI đúng không? Thì đây, đây là phần mềm có tên là NDI ở đây. Đấy, rồi bật phần mềm NDI này lên. Và nhớ này, lúc này là điện thoại của mình cộng với lại cái anh cua iPhone này, à, cái máy tính của mình với iPhone này phải chung một wifi nhá. Lúc này phải dùng wifi, dùng mạng chung, không được dùng các mạng khác nhau, dùng chung mạng nó mới kết nối được. Rồi bắt đầu mình mở NDI lên. Này, làm lại nữa này, bật cái tính năng NDI này lên. Thì ở phần này nó có phần webcam, bật webcam lên. Rồi thì đây có nhiều cái thông tin này đúng không? Đấy, được chưa? Bắt đầu này, lúc này bắt đầu mình bật NDI con góc này đúng không? Nó hiện ra một video 1, 2, 3, 4 đúng không? Thì lúc này mình sẽ mở điện thoại của mình lên. Ở trên điện thoại mình cũng tải cái app có tên là NDI về rồi. Đây, Duẩn sẽ dùng một cái điện thoại thứ hai để Duẩn chỉ cả nhà. Đấy, quay trở lại thứ hai, cái video thứ hai. Thì lúc này chúng ta sẽ mở điện thoại lên vào chế độ có tên là NDI Hard Capture trên điện thoại iPhone. Ấn mở.
Ở trên hiện ra cái phần là click to begin, ấn bắt đầu, chọn bắt đầu truyền phát, rồi nó quay. Khi bên này quay rồi, đúng không ạ? Ở dưới này chọn video 2 đúng không? Ở phần video 2 này nó đã có cái iPhone của mình rồi. Nhưng mình nếu chẳng may chưa có cái phần này, cái phần này nhá, hiện là iPhone này đúng không? Thì mình chọn cái phần là gì ạ? Deep Play này. Đấy, đúng không? Thì khi mình chọn trên iPhone của mình nhé, nó hiện ra là Deep Play nhé. Thì mình chọn Deep Play để nó kết nối với nhau. Được chưa chị? Đây này, ở trên này hiện ra đúng không? Khi mình mở ra thì hiện nó xanh xanh đây là màn hình của mình này, thấy chưa? Đấy, thì mình kích vào iPhone của mình, kích trong bên phải này, gọi Deep Play, nó kết nối với nhau, rồi xong. Sau khi đã bật xong rồi, mình lại quay về OS ở đây. Mình kích vào iPhone 15 này, mình chọn SDI video số 2 đấy chị. Hiện video số 2 mà đúng không? Ấn OK. Bởi vì ở trên cái SDI này thấy không? Nó hiện lên là video số 2. Thì mình chọn đúng cái video số 2 mình vào. Hiện là ô nào thì mình chọn video ô đấy. Đấy, thấy không ạ? Rồi, xong rồi anh chị. À, đấy, thấy chưa? Vậy là rồi đã kết nối được thằng iPhone với thằng NDI này rồi. Rồi lại tiếp tục cho mặt mình vào trong này nữa. Ngon. Đấy. Đấy, xong rồi nhá. Đấy, ok không ạ? Vậy là rồi đã nhỉ? Đã có một cái tính năng nữa là tính năng của kết nối điện thoại với lại iPhone. Rồi, rồi cho mọi người xem luôn nè. Xem theo. Đấy. Thì lúc này rồi có thể thao tác trên điện thoại để cho khách hàng nhìn thấy điều này. À, tuyệt vời không? Rồi, rồi đấy, đây là toàn bộ những cái thứ mà rồi chuẩn bị xong. Và bây giờ rồi có thể gì ạ? Ngay lập tức quay ra một video vô cùng hay cho cả nhà xem. Rồi, ok nhá. Rồi bắt đầu này, bắt đầu quay nhá. Thì trước khi quay rồi xem âm thanh như nào, ngon lành chưa? Ok, alo alo, 1, 2, 3, 4, alo alo. Rồi, chuẩn bị ra phần đèn tin này. Rồi chọn thiết lập. Chọn âm thanh. Thì rồi xem âm thanh nó lấy từ đâu. Mặc định. Ok, chụp rồi, rồi bắt đầu quay video em xem nhá. Bắt đầu này, thì ở trên này nó có phần nữa, nó có phần là chế độ studio. Mình bật chế độ studio lên thì nó có hai bên, một là bên trái hay bên phải. Bên trái này là những điều mà mình nhìn thấy, khán giả không nhìn thấy, đúng không? Rồi ví dụ rồi muốn chọn cái video chuối này lên thì mình phải bên trái mình mở trước đây. Mình phải cho cái video chuối nhảy lên trước cái đã, sau mới chuyển cảnh. Thì lúc này nó mới chuyển sang bên phải. Bên trái là nơi mình nhìn thấy, bên phải khán giả nhìn thấy. Khi nào mình nhìn đến rồi khán giả mới thấy. Tiếp tục, ví dụ chăm sóc này đấy. Chăm sóc này nó cũng chưa hiện lên đúng không? Khi mà chăm sóc ở đây, bật nó lên, xong mới chuyển cảnh, khán giả mới nhìn thấy. Có nghĩa khi mình muốn chuyển từ cái A sang cái B, nó chuyển cảnh. Sang cái D chuyển cảnh. Điện thoại cũng chuyển cảnh, đúng không? Để hiểu không ạ? Đây chính là những tính năng gọi là studio trong quá trình mình làm. Được chưa? Rồi, chờ một xíu. Mình mở một xíu rồi bắt đầu nhá. Điện thoại mình không dùng nó lại tự nhiên nó lại tắt. Mình sẽ quay cho anh em một cái video là hay. Quay xong là xong luôn, không cần phải gì ạ? Làm gì nữa. Cắt kép một tí nó cũng tiện. Rất là nhanh chóng, rất là đẹp. Và rất là đẹp, chỉnh tròn. Đấy, được chưa? Đấy, còn lại không? Rồi, bắt đầu nhá. Bây giờ quay này. Bắt đầu cảnh đầu tiên đúng không? Thì bây giờ như này, bên tay trái mình nhìn thấy đúng không? Còn bên tay phải là không phải đúng không? Nó chuyển cảnh trước. Đấy, mình phải để ý nhé. Chuyển cảnh là bắt đầu để nói này. Xin chào mọi người, tôi là Trần Ái Định đây. Trong video ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ mọi người quy trình để làm ra sản xuất cái sản phẩm bột chuối của tôi như nào. Thì đầu tiên anh em nhìn này, đây là một cái video. Đấy, mình đang nói mồm nó chưa ra đúng không? Nói mồm trước đi kệ nó, bên phải nó đang nói mà. Đấy, tôi sẽ cho anh chị xem cái video mà gì ạ? Tôi đang chăm sóc chuối như nào nhá, tôi trồng chuối như nào nhá. Đấy, anh em xem đấy, đây là cái video tôi đang trồng chuối này, từ cái lúc chọn nguyên liệu đến lúc mà trồng như nào này. Rồi anh em xem trong trồng chuối đúng không? Anh em nhìn tiếp này, đây là cái video mà tôi gì ạ? Tôi đang chăm sóc chuối này. Đấy, chăm sóc rất là kỹ này, không có phân hóa học các thứ này. Rồi đây là những cái chuối của tôi sau khi thu hoạch này, nhìn thấy không? Đấy, thu hoạch ngon lành không? Rồi đây là cái gì ạ? Cái trang web bên tôi này, anh em vào trang web này nhá. Trang web của tôi, trang web trồng chuối này nhá, đúng không? Đấy, trang web là trồng chuối.com. Anh em vào xem, làm như vậy nhá. Đấy. Đấy, anh em vào xem nhá. Đấy, anh em xem là chuối gì đây? Chuối Nha Trang. Đấy, như vậy. Thì mình chọn xem được đây. Đây là những cái thứ chuối. Mình chọn xem được màn hình luôn. Mình show cái gì ra cũng thấy, được chưa? Đấy, rồi. Tiếp tục này, anh em xem đã mắt chưa? Bây giờ tôi cho anh em xem điện thoại tôi nhá.
rồi thì trong quá trình lúc này nó bị dừng lại, lúc mình nó lúc không dùng đấy, kệ nó, bạn để đấy kệ nó, mình chưa cứ đi tìm tiếp cái quay lại cho nó hiện lên ra cho mình nói. Anh em thử xem này, bây giờ tôi sẽ cho anh em xem cái điện thoại của tôi nhé, xem cái quá trình mà tôi đang làm như nào nhé. Đây, đây là kênh TikTok của tôi nhé, kênh TikTok có tên là gì ạ, Chợ Tốt Đà Lạt nhé, kênh có tên là Trần Thái Định nhé. Đấy, mở ra đây, anh em vào kênh TikTok để rồi xem thêm nhé. Giờ đấy, à, anh em xem nhé. Ok, rồi nói xong hết rồi đúng không anh em? Ok chưa, bạn mình gì nhỉ, chuyển cái này. Rồi cảm ơn anh em đã lắng nghe video của Định nhé. Anh em mà muốn uống bột chuối thì liên hệ với tôi nhé, ấn dừng đây. Vậy là Duẩn đã quay xong một cái video rồi, bắt đầu nhìn này, ở phần này, phần này là chúng ta có một thứ như sau, đó là chọn phần video, nó hiện ở đây, kết quả đấy nhỉ, đây. Xin chào mọi người, tôi là Trần Thái Định đây. Trong video ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ một quy trình để làm ra sản xuất sản phẩm bột chuối như thế nào. Đầu tiên anh em nhìn này, đây là một cái video đấy, mình đang nói mồm là chưa ra đúng không, nói mồm trước đi lại nó bên bạn ra nó mà đấy. Tôi sẽ cho anh chị xem cái video mà nhỉ, tôi đang sao không biết nào đây, tôi tổng như này. Đây là kênh TikTok của tôi nhé, kênh TikTok có tên là Tập Không Đạt Làm nhé, kênh có tên là Trần Thái Định nhé. Mở lại, anh em vào kênh TikTok rồi xem thêm nhé. Dẫn cái và em chạy nhé. Và nó sẽ đúng không, anh em ok chưa, anh gì nhé. Như thế này, còn cảm ơn anh em nhé, cảm ơn anh em video của mình nhé. Anh em muốn mua một chuỗi liên với tôi nhé. Ok anh chị, ở đấy là cái hay không? Cuối cùng nữa này, một phần cuối cùng rồi muốn chia sẻ cả nhà nữa. Rồi, khi mà chúng ta quay video dạng vừa rồi ấy, nó rất nhiều định dạng file, thì mình bật cái phần mềm OBS này lên. Rồi, ấn vào phần gì ạ? Tệp tin, chọn Duẩn cài đặt, chọn Duẩn đầu ra. Đầu ra có nghĩa là cái nơi mình xuất nó ra ghi hình. Đây, chọn đầu ra, chọn ghi hình. Thì mình chọn định dạng ghi hình là cái gì, thì mới đầu nó có thể chạy lung ta lung tung MOV các thứ này này. Đấy, thì mình chuyển sang định dạng có tên là MP4 nữa nhỉ. Đây này, đấy, được chưa? Thì lúc đấy mình biên tập nó tiện. Đấy, cuối cùng nữa, đầu ra, chọn đầu ra, chọn ghi hình, ấn OK. Vậy là mình đã xong một cái quá trình làm video trên máy tính. Rồi, Duẩn sẽ tắt cái Zoom này đi, xong Duẩn gửi cái Zoom này cho cả nhà xem và làm theo. Không biết làm, hướng dẫn tiếp đâu nhỉ. Ok.